Thưa quý vị và các bạn, E-Class là dòng sedan chiến lược của Mercedes-Benz ở nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Đây là dòng sedan cao cấp có doanh số bán ra dẫn đầu trên toàn cầu trong 2 năm trở lại đây. Dòng E-Class của Mercedes luôn mang đậm phong cách sang trọng quý phái và vô cùng đẳng cấp, và Mercedes E-200 cũng sở hữu cho mình những tinh hoa đó. Ngay khi mới ra mắt, tạp chí ô tô uy tín tại Đức là Auto Bild đã nhận định đây là một trong những mẫu xe đẹp nhất của năm. Ngoài thiết kế, Mercedes E-200 2019 cũng được cải tiến thêm khá nhiều về khả năng vận hành. Mercedes E-200 được trang bị động cơ i4 2.0 lít cùng hộp số tự động 9 cấp 9 GTRONIC và hệ thống dẫn động cầu sau phiên bản 2019 đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn phiên bản cũ rất nhiều. Mercedes E-200 2019 có công suất cực đại đạt 145 kW 197 HP tại 5.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại đạt 300 nanomet tại 1.200 đến 4.000 vòng trên phút. Với những trang bị động cơ trên, Mercedes E-200 có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 7,2 giây. Vận tốc tối đa Mercedes E-200 là 240 km/h. Nhờ những cải tiến thông minh trong thiết kế giúp xe có trọng lượng nhẹ, Mercedes E-200 được các chuyên gia đánh giá là có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc, với 6,3 lít xăng cho quãng đường 100 km. Ngoài ra, phiên bản Mercedes E-200 2019 còn được trang bị cụm điều khiển Dynamic Select như một trang bị tiêu chuẩn với 5 chế độ Eco, Comfort, Sport, Sport Cộng và Individual, mang lại cảm giác lái tối ưu hơn với nhiều hạ tầng giao thông khác nhau. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là chiếc xe Mercedes-Benz E-200. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đã lăn bánh được 40.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.